Thì hiện tại bây giờ là mình đang chỉnh cái máy máy lai mà máy vào cái chất liệu vải này, vải thun nha, vải dạng mà nó mỏng nha anh. Thì đối với chỉnh cái máy máy lai mà máy những cái mặt hàng mà cái chất liệu vải nó mỏng nó dạng này thì rất khó chịu nha. Thì thường là mình thấy anh em là hay dán cái chân vịt máy lai là mình sử dụng cái miếng nhựa mỏng này và dán như vậy này. Mà đối với những cái trường hợp mà máy những cái chất liệu vải mà thun mỏng á thì mình dán cái chân vịt kiểu này thì là may nó sẽ xảy ra cái trường hợp là bị hay bị lùa nha anh em. Chính vì như vậy thì hôm nay mình sẽ là hướng dẫn anh em một cái cách là dán chân vịt để làm sao mình may những cái hàng thun cái liệu vải nó mỏng nó không bị lùa nha. Thì bây giờ anh em cùng theo dõi nha. Thì bây giờ mình sẽ là lột cái miếng nhựa này ra này và dán cho anh em xem nha. Thì sau khi mà lột cái miếng nhựa ra rồi thì cái bước tiếp là mình sẽ là sử dụng một cái miếng băng keo xốp nha, băng keo xốp hai mặt nha anh em. Và anh em sẽ đo cái miếng xốp thì bằng cái chân vịt này thì mình sẽ cắt nha. Và mình sẽ lột một cái lớp dưới của cái băng keo ra này. Thì tùy theo anh em thôi, ví dụ như cái lai của mình là 2 xăng thì mình sẽ giãn từ đây ra 2 xăng, còn ví dụ 1 xăng thì mình sẽ là giãn 1 xăng thôi. Và sau khi dán cái miếng băng keo xốp này vô đây rồi thì bước kế tiếp là mình sẽ là lột luôn cái lớp dưới này của cái băng keo luôn nha. Thì sau khi lột cái miếng giấy ra rồi thì mình sẽ là sử dụng cái một con dao này và sẽ là gọt mỏng cái phần trên đầu của cái chân vịt, cái miếng băng keo xốp này trên đầu của cái chân vịt này nha. Mình chỉ cần gọt là cái một lớp mỏng của cái phần trên đầu của cái chân vịt này thôi nha anh em. Thì sau khi mà mình đã gọt được một phần mỏng ở trên cái đầu chân vịt này rồi thì mà bước kế tiếp thì mình cũng sử dụng cái miếng nhựa mỏng này. Mình cũng cắt miếng nhựa mỏng đây ra bằng cái chân vịt thôi. Thì sau khi mà cắt miếng nhựa xong rồi thì mình sẽ là dán bằng cái mép của cái chân vịt bên phía tay trái này nha. Thì sau đó thì mình sẽ là sử dụng keo 52 này, dán cái phần nhựa này vào cái phần chân vịt này. Cái phần hai bên này thì anh em gọt bớt đi nha. Và sử dụng keo 52 mình dán cho nó chỉnh cái miếng nhựa này vào cái miếng xốp của cái chân vịt nha. Thì sau đó thì mình sẽ là dùng keo và dán cái phần đầu thừa của cái miếng nhựa này với cái chân vịt. Cái phần thừa phía sau chỗ cái đuôi chân vịt này thì mình gọt bỏ nha anh.
Thì sau khi mà đã dán cái miếng nhựa này vào cái chân vịt này rồi ấy, thì hiện tại là mình đang chạy cái kim cự ly của nó là 1/4 nha. Chính vì như vậy thì mình sẽ sử dụng dao và quét hai cái lỗ của cái chân vịt 1/4 này nha. Anh em chỉ cần là mình quét hai cái lỗ hai bên thôi nha anh em, còn cái phần giữa này thì mình thể để lại nha, chưa lại nha. Thì đây là cái chân vịt sau khi mình đã dán xong, và bây giờ là mình sẽ là gắn cái chân vịt vào máy và chạy vào thử vô cái công đoạn mình like này cho anh em xem nha, cái hiệu quả của nó nha. Thì sau khi mà đã dán cái chân vịt và gắn vào máy may thì anh em thấy không, quá trình mình may là cái lớp vải nó không bị lùa nha anh em, và may rất là dễ nha anh em, nhìn thấy không? Và sau khi may ra thì cái line em nhìn thấy này, line nó ra rất là đều và nó không bị lùa hoặc là bị vặn cái line gì nha anh em, nhìn thấy không? Và mặt trên mặt dưới nó đều như vậy, nó không bị vặn này, rất là thẳng. Thì cái video mà hướng dẫn cái cách mà dán cái chân vịt đó, may line hàng thun mỏng đó, của mình đến là kết thúc nha. Nếu anh em xem video cảm thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của ta nha. Hẹn anh em những video sau.